Kinh văn. Tất cả các vị đều là bậc đại A-la-hán, đã chứng quả vô lậu, Phật tử trú trì, khéo vượt qua các cõi, thường ở nơi các cõi nước thành tựu các uy nghi. Giảng. Những vị đại tỷ khưu này không chỉ đơn thuần là đại tỷ khưu, họ là những vị Bồ Tát hiện thân tỷ khưu, nên nói rằng: Nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thanh văn thân. Bên trong tâm nguyện Bồ Tát, bên ngoài hiện tướng thanh văn. Các ngài đúng là Bồ Tát, tự bản tâm đã sẵn có căn tánh đại thừa. Bên ngoài các ngài thực hành pháp của hàng tiểu thừa và hiện thân đại A-la-hán đã chứng quả vô lậu. Một người chứng được quả vị đầu tiên được gọi là tiểu A-la-hán. Người chứng được quả vị thứ tư được gọi là đại A-la-hán. Tuy vậy, nếu một vị A-la-hán đã chứng được quả vị thứ tư mà không chịu tiếp tục tiến lên trong việc tham cứu và công phu tu tập, thì họ được gọi là hàng định tánh thanh văn. Họ dừng lại ở vị trí cố định ấy, họ đạt được chút ít thành quả và tự hài lòng. Mặc dù những gì họ đạt được chẳng có gì lớn lắm, nhưng họ cho như thế đã đầy đủ và không quan tâm đến việc tiến bộ hơn nữa. Nếu họ tiếp tục tham cứu và công phu tu tập, họ có thể đạt được quả vị Bồ Tát. Đây là ý nghĩa của chữ Đại A-la-hán trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm. Như đã giải thích ở trên, A-la-hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa: sát tặc, vô sinh và ứng cúng. Trong khi các vị tỷ khưu chỉ có thể nhận được đồ cúng dường từ cõi loài người, thì một vị sơ quả A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường của người và trời, chẳng hạn như của quốc vương hay thiên chủ. Các vị đại A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường không những chỉ của người và trời ở cõi thế gian, mà còn nhận vật phẩm cúng dường từ cõi xuất thế gian, tức là từ chư thiên đã vượt qua cõi trời lục dục. Đại A-la-hán có thể nhận của cúng dường của hàng Bồ Tát, vì họ đã cắt đứt tất cả phiền não ngoài tam giới, trong khi các vị sơ quả A-la-hán chỉ mới cắt đứt được các phiền não trong tam giới. Thế nên, các vị đại A-la-hán có thể nói là có thể được các vị Bồ Tát cúng dường. Mặc dù họ hiện thân tỷ khưu và không thực hành đạo Bồ Tát, nhưng trong tâm họ đã có lòng cao thượng của Bồ Tát và họ có thể dần dần đạt đến quả vị Bồ Tát. Trong kiếp trước họ đã thành Phật rồi, nhưng do họ phát tâm hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng truyền Phật Pháp, nên họ hiện thân tỷ khưu lập hạnh A-la-hán. Về cơ bản, những vị A-la-hán này là những đại Bồ-Tát. A-la-hán còn được gọi là vô sinh, có nghĩa là đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. A-la-hán còn được gọi là sát tặc, vì họ hoàn toàn dẹp sạch được kẻ cướp là vô minh. Người đã chứng được đạo quả rồi thì không còn những lậu hoặc nữa, không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa. Khi đạt được vô lậu, nghĩa là không còn rơi vào ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Chúng ta đang sống trong cõi dục, mặc dù chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng thực ra chúng ta là một phần của cõi trời ở dục giới. Gọi là cõi dục là vì con người ở đó luôn luôn có tâm niệm ham muốn mà không lúc nào biết dừng lại. Họ tham muốn hai thứ, vật chất của cải và tình dục. Tham muốn của cải vật chất là thích sử dụng và có được mọi thứ. Chẳng hạn như khi quý vị chưa có nhà thì thích mua một cái nhà. Còn khi quý vị đã có một cái nhà rồi thì thích mua một cái khác đẹp hơn. Đó là tham muốn nhà cửa. Trong quá khứ,
Người ta thường thích mua nhiều ngựa quý để cưỡi. Ngày nay họ thích mua xe hơi sang trọng. Đầu tiên họ mua một chiếc xe cũ nát, nhưng khi họ lái chiếc xe ấy đi khắp nơi, mọi người đều nhìn với vẻ khinh khi, nên họ quyết định mua một chiếc đẹp hơn. Nhưng họ vẫn chưa mua được một chiếc xe hơi đời mới nhất. Một khi họ so sánh xe của họ với những chiếc xe đời mới nhất, họ lại thấy xe của mình chưa được tốt cho lắm. Thế nên họ mua ngay một chiếc mới. Đó là ham muốn xe hơi. Cuối cùng, tham vọng của họ lên đến mức khi đã có xe hơi rồi, họ lại quyết định mua máy bay. Khi đã có máy bay rồi, họ lại muốn mua tàu thủy. Họ ham muốn vật chất không bao giờ chán. Họ không bao giờ nói, ta đã thỏa mãn rồi, ta đã có đầy đủ rồi, ta không muốn thêm thứ gì nữa cả, ta không ham muốn điều gì nữa cả. Những ham muốn ấy do đâu mà có? Nó đến từ vô minh. Tham muốn sắc dục là điều mà có lẽ quý vị đều đã hiểu rõ, khỏi cần tôi phải nói, có nghĩa là tham muốn sắc đẹp. Điều ấy cũng vậy, không thể nào thỏa mãn được. Một vợ chưa đủ, muốn có hai, rồi hai vợ chưa đủ, muốn có ba. Có kẻ cần đến 10 hoặc 20 người vợ. Các vị vua chúa thường có vài trăm vài ngàn phụ nữ sống trong cung. Quý vị có cho rằng như thế là không công bằng chăng? Nay trong chế độ dân chủ, người dân chỉ được phép có một vợ. Tục lệ đa thê bị cấm đoán, nhưng vẫn có nhiều người lén lút quan hệ bất chính. Bị sai sử bởi ham muốn sắc dục, nhiều nam nữ lén lút quan hệ với nhau một cách phóng đãng, chẳng theo luật pháp, đạo đức gì cả. Bên cạnh dục lậu còn có hữu lậu. Lậu này xảy ra ở cõi trời của sắc giới, cõi này ở trên dục giới. Hữu có nghĩa là có tất cả mọi thứ, bất kỳ món gì. Nếu quý vị tham lạm sự hiện hữu ấy mà không tự làm chủ lấy mình được, thì quý vị sẽ bị lậu hoặc bất kỳ lúc nào mình có quá nhiều thứ. Lớn nhất trong ba món lậu này là vô minh lậu. Vô minh lậu là gốc rễ của phiền não. Trong ba thứ lậu đó, nếu vô minh lậu được tiêu trừ, thì hai lậu kia cũng dứt sạch. Trong pháp hội này, không phải chỉ có những A-la-hán nhỏ đến dự, mà còn có những đại A-la-hán, đạo lực của họ rất lớn. Không có nghĩa là thể chất của họ lớn, mà có nghĩa pháp tánh của họ rất to lớn, pháp lực và đạo đức của họ lớn lao vô cùng. A-la-hán có ba nghĩa. Một, ứng cúng. Họ xứng đáng được thọ hưởng vật phẩm của chư thiên và loài người cúng dường. Này làm tỷ khưu thường ngày khất thực là đang ở nhân địa, còn quả địa là A-la-hán, là xứng đáng hưởng được vật cúng dường từ chư thiên và loài người. 2. Sát tặc. Đức Phật dạy chúng ta không được sát sinh. Như vậy phải chăng là phạm giới hay sao? Không. Trong trường hợp này là trừ diệt giặc ở bên trong tâm mình, chứ không phải là giặc bên ngoài. Quý vị sẽ hỏi, giặc ở bên trong mình là gì? Đó là giặc vô minh, giặc phiền não và sáu loại giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng nó cướp phá mà quý vị không hề biết. Quý vị không nhận ra tên giặc cướp ấy, nhưng khi mắt quý vị nhìn cảnh vật, dũng năng lực tinh thần của quý vị thường sung mãn. Nhưng khi quý vị bắt đầu tiếp xúc với quá nhiều cảnh, thì giặc cướp từ trong mắt quý vị sẽ cướp đi kho tàng quý báu của mình. Khi quý vị nghe quá nhiều âm thanh vào mọi lúc, thì tánh nghe của quý vị bị phân tán và sinh lực cũng bị đánh cắp theo luôn. Quý vị không nên nói, mắt tôi là người bạn tốt nhất và tai tôi luôn luôn giúp đỡ cho tôi, mũi tôi đánh hơi được mọi vật
và lưỡi tôi phân biệt được mùi vị. Họ đều rất có ích. Không phải như vậy đâu. Sáu tên giặc cướp này đánh cắp kho tàng chân thật tối thượng của quý vị. Nó cướp đoạt tài sản của mình mà quý vị không hề hay biết. Quý vị đã nhận kẻ giặc cướp làm bạn láng giềng nhưng chẳng nhận ra. Quý vị còn nói: đừng la mắng nó, vì nó chỉ cướp đoạt tài sản của tôi thôi. Đây là điểm rất quan trọng mà tôi muốn đề cập đến. Đừng nhầm lẫn cho rằng tôi chỉ nói đùa. Nếu quý vị không bị mất những thứ này, quý vị đã thành Phật từ lâu rồi. Hãy nhìn thử xem, suy nghĩ thật kỹ, quý vị thấy mình không bị mất gì cả hay sao? Tốt, tôi biết vật quý vị bị mất là của cải vô giá, tiền bạc không thể nào mua nổi. Quý vị đã đánh mất vật quý giá ấy và vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Mắt tôi còn nhìn xa rất rõ và sáng hơn mắt của mọi người khác. Quý vị nói như vậy và nghĩ điều này là tốt. Nhưng mắt quý vị càng nhìn rõ thì tinh thần của quý vị càng bị đánh mất nhiều hơn. Đến đây quý vị sẽ nói: thưa Pháp Sư, Ngài chỉ cần giảng một thời Pháp là đủ quá rồi. Ngài chưa nói được điều gì có chút ít đạo lý cả. Bởi vì quý vị chưa hiểu được những gì tôi nói, nên dĩ nhiên quý vị nghĩ rằng lời giảng ấy không có chút đạo lý nào. Hãy đợi đến khi nào quý vị hiểu được điều tôi nói, rồi mới thấy những gì tôi nói đều là đạo lý chân chính hết thảy. 3. Vô sinh. A-la-hán vốn không sinh và cũng không diệt. Họ không phải là một đối tượng của sự sinh diệt. Họ đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Họ không còn phải trải qua sinh tử nữa. Đó là những việc cần làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa. Tức là sở tác dĩ biện, bớt thọ hậu hữu. Họ không còn ở trong tam giới nữa, mặc dù họ chưa chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: không nên tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin. Đến khi chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin tâm của mình được. Quý vị sẽ hỏi: tại sao lại không nên tin vào tâm ý của chính mình? Vì tâm ý của quý vị đều là vọng tưởng. Tin vào vọng tưởng, quý vị sẽ làm theo vọng tưởng. Nếu quý vị không tin vào vọng tưởng, nếu quý vị không tin vào tâm ý của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi được sinh tử. Khi nào thì có thể tin vào tâm mình? Khi đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán thì quý vị mới có thể tin vào tâm mình. Khi chưa được như vậy thì quý vị không nên tin nơi mình, mà phải nương vào lời khuyên của các vị thiện tri thức. Ha ha ha,